Cung không có bao giờ nói là Lê Cung sẽ đấu. Lê Cung không có phải giống cái người đó. Mà nếu cái ông Kid mà ông làm võ giả, Lê Cung đâu có biết. Lê Cung không có biết ông Kid. Lê Cung không có bảo vệ ông Kid. Lê Cung là chữ bảo vệ cộng đồng Việt Nam. Lê Cung là một người Việt Nam. Lê Cung thương cái nước của Lê Cung. Thì Lê Cung không có cần đấu với cái người mà đi đánh mấy người già hơn, đi đánh mấy người nhỏ hơn. Lê Cung đã đấu mấy người giỏi nhất của thế giới. Lê Cung là người võ sĩ, người Việt Nam. Lê Cung đâu có muốn làm ai bị thương đâu. Lê Cung không có cần đánh. Mà nếu muốn tới võ đường Lê Cung cho mặc mấy cái đồ để không có bị thương nhiều. Xong Lê Cung bắt trả một cái private lesson. Xong Lê Cung hạ dạ.